Sáng nay ngày 7 tháng 6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh chủ trì hội thảo lấy ý kiến về báo cáo chuyên đề 8 và chuyên đề 9 phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Hội nghị đã tập trung đánh giá cho ý kiến về kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và các chương trình hành động, kết luận của thành ủy thực hiện nghị quyết đại hội trên lĩnh vực kinh tế xã hội, cũng như tình hình triển khai thực hiện 10 chương trình của ban thường vụ thành ủy, triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của bộ chính trị khóa 12 trên lĩnh vực kinh tế xã hội. Theo đánh giá đến nay, kết quả thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng về xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ có hiệu quả nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế tồn tại. Những vấn đề này đã được các chuyên gia, lãnh đạo sở ban ngành chỉ ra để tìm hướng khắc phục.